Nghe podcast trên Vietpress 2, 4, 7, những tuyệt kỹ võ công nào trong chuyện của Kim Dung được Châu Tinh Trì sử dụng. Châu Tinh Trì là một trong những ngôi sao lớn của nền điện ảnh Trung Quốc. Ông từng thể hiện nhiều bộ phim liên quan đến Kim Dung. Năm 1992, khi đã tạo dựng được thương hiệu hài, Châu Tinh Trì hợp tác với đạo diễn Vương Tinh thực hiện liền hai phần của bộ phim Tân Lộc Đỉnh Ký. Mặc dù ghi rõ là chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Kim Dung, nhưng những gì khán giả thấy trên màn ảnh hoàn toàn khác không chỉ riêng châu tinh trì cũng đã có rất nhiều diễn viên hóa thân thành vi tiểu bảo xuất sắc như huỳnh hiểu minh trương vệ kiện nhưng khi xem vi tiểu bảo phiên bản châu tinh trì nhà văn kim dung đã phải thốt lên rằng không thể có người thứ hai để khen ngợi cho vua hài kim dung đã thừa nhận rằng đây mới đích thực là vi tiểu bảo trong tưởng tượng của ông sát với nguyên bản nhất Lời khen ngợi của Kim Dung khiến Châu Tinh Trì và ekip phim vô cùng vui mừng. Không những thế, Châu Tinh Trì cũng từng sử dụng nhiều tuyệt kỹ võ công trong truyện kiếm hiệp Kim Dung và trong phim của ông. Trong phim Tuyệt đỉnh Cung Phu năm 2004 do Châu Tinh Trì làm đạo diễn, nhà sản xuất kiêm vai chính trở thành địa chấn, đạt doanh thu hơn 100 triệu đô la Mỹ. Theo đó trong Tuyệt đỉnh Cung Phu, Châu Tinh Trì dùng một số môn võ công quen thuộc trong tiểu thuyết của Kim Dung như Sư Tử Hống, Cáp Mô Công. Thái cực quyền. Sư tử hống là tuyệt kỹ xuất hiện tiểu thuyết ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, nhân vật Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn là người sử dụng loại võ công này. Sư tử hống được mô tả là một trong 72 tuyệt kỹ của thiếu lâm vốn được dân tộc Miêu, sống ở Tây Tạng sáng tạo ra. Trong tuyệt đỉnh cung phu, bà chủ khu xóm trọ chuồng heo bao tô bà đã sử dụng sư tử hống hai lần. Lần đầu, đối mặt với hai sát thủ mù do băng lưỡi búa thuê đến họ sử dụng loại võ công dùng âm thanh và khí lực từ chiếc đàn tranh nhưng đã bị bao tô bà đánh bại lần thứ hai bao tô bà đã sử dụng chiếc chuông bằng đồng có vai trò như loa khuếch đại âm thanh để làm tăng cường độ âm thanh lên gấp nhiều lần nhờ đó đánh bại đệ nhất sát thủ hỏa nhân tà thần cáp mô công xuất hiện trong tiểu thuyết anh hùng xạ điêu đây là tuyệt kỹ đắc ý nhất đời của âu dương phong công phu này mô phỏng tư thế con cóc đang ngồi chuẩn bị nhảy cáp mô công của âu dương phong chuyên lấy tĩnh chế động toàn thân vận kình nén khí không phát chỉ cần địch nhân ra chiêu tấn công sẽ lập tức phát đòn phản kích mãnh liệt không gì bằng trong tuyệt đỉnh cung phu cáp mô công được đệ nhất sát thủ hỏa nhân tà thần sử dụng còn thái cực quyền xuất hiện trong tiểu thuyết ỷ thiên đồ long ký đây là tuyệt học của trương tam phong tổ sư sáng lập ra phái võ đang trong tuyệt đỉnh cung phu thái cực quyền chính là công phu tâm đắc nhất của chồng bà chủ khu xóm trọ chuồng heo ngoài ra trong phim Vua ăn mày năm 1992 của Hong Kong, Trung Quốc, với sự tham gia của Châu Tinh Trì trong vai trạng nguyên Tô Khất Nhi. Trong phim Tô Khất Nhi, Tô Sáng Bang chủ cuối cùng của cái bang, đã dùng hàng long thập bát trưởng để đánh bại triệu vô cực một tuyệt đại cao thủ có giá tâm chiếm lấy ngôi vua.